Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe giường nằm hãng Phương Trang và Hồng Sơn vừa xảy ra khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 9 tại km 191 500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe giường nằm hãng Hồng Sơn ở tỉnh Phú Yên đang đậu theo hướng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do sự cố động cơ. Chiếc xe giường nằm hãng Phương Trang chạy cùng chiều từ phía sau đã tông vào đuôi xe Hồng Sơn. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, chiếc xe Hồng Sơn sau khi bị tông đã lao đầu xuống dưới mương thoát nước bên lề cao tốc. Tốc độ va chạm quá mạnh khiến hai người trên xe Phương Trang chết tại chỗ, kẹt trên xe. Khoảng 10 hành khách bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị vận hành khai thác cao tốc phải phân luồng xe chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để xe hướng từ Hà Nội tới rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao Đại Ninh, hướng ngược lại xe chạy bình thường. Lúc 5 giờ sáng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm thi thể hai nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường.